Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới mình xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Năm mới vạn sự như ý. Hôm nay mình mời cả nhà cùng đi với mình đi bộ nha, đi thể dục luôn nha cả nhà. Mình giới thiệu về cái chung cư mà nơi đây là người Việt ở rất đông ở San Jose, miền Bắc California. Đây là cái chung cư người Việt mình ở rất đông nè. Chung cư này thì có 400 trên 400 cái building, là 400 khu á, mà một khu thì có 4 hộ thì chạy nhầm cũng 1.600 trời gần 2.000 hộ. Đó, hôm nay mình dẫn giới thiệu cả nhà đi xem chung cư của Mỹ. Cái chung cư này nói chung là rất là nhiều sắc tộc ở Ấn Độ, Phi, Mỹ, Việt Nam, mà Việt Nam là đa số, rất là đông Việt Nam ở nơi đây. Rồi bắt đầu mình đi giới thiệu cả nhà từng khu nha. Cả nhà đi mỏi chân luôn á. Đây là cái phong cảnh buổi buổi này là cũng khoảng 9-10 giờ đó cả nhà. Ở San Jose hổm ra là mưa bão cả tuần rồi đó. Bão gần luôn, thành ra rất là cây cối lá rồi nó rụng gãy rất là nhiều. Nó nhân công đang sửa soạn lại để mà đi quét rồi hốt cây để sau cơn bão. Nó hốt quét lá rồi lụm những cái nhánh cây gãy. Đó. Ở Mỹ rất là hay á cả nhà, khi mà sau mà mưa là họ đi dọn dẹp liền chứ không có để lâu. Cho nên ít cái tình trạng mà xảy ra ngập cống. Nó công nhân đang làm á. Đó, mưa còn ướt còn vậy đó chứ vẫn đi làm bình thường á, râm râm đang mưa râm râm á. Rồi mời cả nhà đi với mình đó nha. Mình sẽ giới thiệu từ khu cho cả nhà xem. Đó, phía bên tay trái mình á là nhà giặt đồ. Trong đó có máy giặt, máy sấy đầy đủ hết. Mỗi một cái building như vậy á là nó có đầy đủ hết, là nơi để giặt đồ, rồi khu vui chơi của trẻ em. Giờ này mình bắt đầu mình đi dài dài ra cái phía trước. Đi bộ đi hơi chậm, bị mình đi nhanh nó thì cầm cái máy nó bị lắc, quay nó bị rung tay, cho nên mình đi hơi chậm đó cả nhà xem. Phía đó là office, là văn phòng á. Mỗi một cái building như vậy, một khu như vậy á, là có văn phòng, nhân viên làm việc mỗi ngày trong một tuần 5 ngày để cho dân chúng ở bên đây ta có cần cái gì ta lên, ta có thắc mắc gì ta lên để mà gặp mà hỏi, hoặc là có điện ha, là trong nhà có bất cứ cái gì mà bị hư á là ta lên đây ta gặp là cho người xuống sửa liền. Ở đây hay cái chỗ đó đó, gọi là họ lại liền. Đó, phía trước của văn phòng đó là cái hồ bơi. Đó, sau cơn bão lá cây rụng nhiều quá chưa có kịp dọn dẹp. Đó, hồ bơi, nhưng mà lúc này là mùa đông rồi cả nhà. Ít có ai đi bơi lắm. Mùa này là thấy buồn bã lắm, không có ai ra ngoài đường, vắng lặng, coi như là im lặng một cách lạnh lùng luôn á. Tới mùa hè thì còn vui chút đỉnh, còn mùa đông là buồn lắm. Đây là con đường ra ngoài lộ. Phía trước đó là mặt lộ á. Cái con đường đó đi xe đang chạy xuống đó là hướng xuống dưới trung tâm thành phố, đầu của downtown của San Jose.
Nè cả nhà coi qua nè cả nhà, mùa đông mà hoa vẫn trổ, hoa tím. Mùa đông lạnh lẽo ai cũng rụng lá hết, chỉ có hoa nè. Hoa này vẫn hiên ngang, tươi, trổ hoa, rất đẹp cả nhà. Đó, phía trước con đường đó là mình đi một khoảng 5 phút mà cả nhà, là tới chợ Việt Nam, chợ Mỹ, hai bên là chợ không á. Ở San Jose là vui là vậy, cho nên nhiều người rất là tập trung về đây sống, cho nên nhà cửa bên đây rất là mắc. Bởi vì khí hậu nó nói chung nó lạnh nhưng mà cũng không hơn các tiểu bang kia. Mà các tiểu bang khác thì phải có tuyết luôn, đi làm cực lắm. Đó, phía trước con đường đó là xuống trung tâm thành phố của San Jose. Đi sợ nếu mà không kẹt xe thì khoảng 10-15 phút mà cả nhà. Đó, đây, rồi một cái khu mới nữa. Đó, mình với cả nhà cùng đi từng khu nha. Cả nhà thấy đừng nghĩ là mình đi lặp lại, không có đâu. Mình đi theo thứ tự á, từ khu á, đi từ ở trên đi xuống. Tại vì mỗi khu nó xây dựng giống nhau. Xe công nhân mà đi dọn dẹp, đi lụm từng bao như vậy, cái đi chạy vòng vòng từng khu, công nhân làm gom lại rồi cái họ chạy đi bóc bỏ lên. Cả nhà thấy nhà thì nhiều mà không thấy người ta cả nhà. Buồn ghê hết cả nhà, không giống như ở Sài Gòn ha. Sài Gòn nhộn nhịp. Với phần ở đây ban ngày người ta đi làm hết trơn, tối mới về nhà sinh hoạt, mà gặp mùa lạnh như vậy ít có ra ngoài lắm. Chỉ có cuối tuần á là tập trung ở chợ, đi chợ, đi siêu thị. Đó, phía trước đó là cũng có một khu công nhân đang vệ sinh nữa. Đó, đây thêm một con đường nữa là cả nhà. Mình dắt này là mình đi bên trong đó. Hồi nãy là mình vòng vòng ở ngoài gần lề đường. Giờ mình đi khu trong nè. Ở trong đường, hai bên là nhà, nhà đó. Còn hồi nãy mình đi kia là ở ngoài lộ. Hôm nay cả nhà đi thể dục với mình luôn nha. Ở đây là mặt sau á cả nhà. Mặt sau của chung cư. Phía bên kia là chung cư của người Mỹ với Ấn Độ. Mỗi cái chung cư họ cất theo kiểu khác nhau. Nhưng nhà bên đây á, nhìn nó thấp thấp không à. Tại vì khí hậu lạnh á, cho nên không có cất nhà, cái mái không có cao. Nó nãy giờ cả nhà đi có để ý cái gì không? Là vậy nè, mỗi cái khu á, là đều trồng cây. Ở bên Mỹ họ rất là quan trọng về cái môi trường, khu nào cũng trồng cây hết á. Đó, phía trước đó là thùng thư cả công cộng đó cả nhà, mỗi khu đều có một cái thùng gì thư như vậy đó. Thấy cái nhỏ như vậy á chắc rất là nhiều á, nhiều hộ á, cái thùng nhỏ 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 không à. Đây là Bắc Kinh rất là rộng rãi, nói chung là rất là thoải mái. Cả nhà đi nãy giờ thấy ít có người đi bộ à, thấy ít người nha. Chỉ có thấy công nhân làm việc thôi á, dân thấy ít. Thỉnh thoảng lâu lâu thấy một người.
Đó, khu này cũng trồng cây đẹp, ở xa xa có cái cây quýt đó, trái rất là nhiều. Nhưng mà ở đây họ không bao giờ hái ăn đâu, để cho đẹp. Bởi vì trái cây bên đây rất là rẻ, rất là nhiều mà rẻ nữa. Cho nên trồng cây á, nhiều nhà quýt, cam, chanh để vàng cây hết trơn á. Thấy ham lắm mà họ không có hái. Nhưng mà họ cũng dễ chịu lắm. Mình mà có cần thì cứ hái, không cần hỏi xin. Đó, một cái khu vậy có một cái nhà để chứa hai thùng rác lớn á. Bởi vì rác đi sớm lắm, mình không có thức canh nổi. Chứ nếu mà có dịp mấy mình quay cho cái xe mà nó câu thùng rác như vậy nè cả nhà. Thấy hiện đại lắm, chỉ một người làm à. Ở bên đây họ làm việc á, ít có mà cần nhiều người lắm. Một người, hai người, nhiều lắm là hai người. Ở nhiều khi mà hồi xưa mình mới qua đây á, mình khâm phục cái người phụ nữ Mỹ lắm. Họ làm việc rất là mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Lái xe container mà bự, thật là bự vậy đó. Họ đi làm việc chỉ một mình thôi, chứ không có cần người mà lơ như Việt Nam. Mình phải có một người tài xế, người lơ, còn này lái, một người làm luôn. Đi giao hàng cũng vậy đó cả nhà, lái xe rất là to mà không có cần người thứ hai. Họ làm việc một mình đơn thuần vậy đó. Đó, bên đây là còn phía bên đây là con đường đi ra lộ. Hồi nãy mình đi mé bên kia đường. Rồi là bọc vòng qua bên đây đường. Qua một cái con đường nhỏ, cái lộ nhỏ. Đó, cái lộ xe chạy đó, mình nãy mình đi bên kia. Giờ mình vòng qua bên đây. Rất là rộng, khoảng 2.000 căn hộ. Trên 400 building. Một building là 4 hộ. Cả nhà đừng có nghĩ là mình đi trùng á nha, tại vì mình đi vòng vòng đánh cái vòng tròn á, chứ không phải là đi trùng đâu, nó rộng lớn vậy đó. Rồi mỗi một khu vậy là đều giống nhau vậy á. Ở đây chợ cũng vậy, thí dụ mà mình đi chợ Costco mình hay đưa lên đó, chợ Hoa Mạc cũng vậy đó, chỗ nào nó cũng sắp xếp cái vị trí giống nhau y chang như vậy á. Nó là Costco, ví dụ là sắp xếp là giống nhau, trang trí cũng vậy, giống nhau, không có khác. Rồi khu mà chung cư cất cũng vậy đó, làm giống nhau đó. Cho nên mình đến giờ mình đi là không có chỗ nào trùng lặp hết đó. Đi đánh một vòng tròn á, chỉ có thấy trùng lặp là từ cái điểm mình xuất phát thôi. Chỗ này là khu trường học nè. Mỗi một cái chung cư vừa có một cái trường học mầm non để dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Hình như tới 6 tuổi rồi vô trường lớn. Tại mình đi chậm nên thấy lâu hả cả nhà, không dám đi nhanh sợ cái máy nó bị lắc lư.
Nãy giờ mình đi cũng gần cũng 15 phút rồi đó cả nhà. Đi bộ hôm nay đi bộ khỏe luôn. Còn đây là trường học này cả nhà. Trường học dành cho trẻ từ 4 đến 5 năm tuổi. Ở khu chung cư là có đầy đủ hết, nhà trẻ, hồ bơi, khu chơi trẻ em. Đầy đủ hết đó cả nhà. Cả nhà ơi, đây là cái tên của khu chung cư là Eldrenchovedel. Đây là cái mặt trước của khu chung cư. Nãy giờ mình đi mặt sau, giờ ra tới cuối cùng ra mặt trước. Thôi cả nhà ơi, bây giờ mỏi chân quá rồi, mình tạm dừng video nơi đây nha cả nhà. Mình chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý, hạnh phúc mỗi ngày. Cả nhà ơi, thấy video mình hay dễ thương á, cả nhà ủng hộ mình đăng ký like subscribe nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye. Tạm biệt.